chung giọng. Đây, một đứa ngồi bên dưới đây. Tối là vậy đó, con nhỏ leo giọng ngủ thương lắm. Tắm cho con leo chung hả? Nhìn thấy cưng ghê không? Quá là đã. Đó là giọng ngủ nghe thương lắm á. Chó nhà hàng xóm sủa tối ngày luôn. Mấy mèo khoái ngủ giỏng. Mèo. Trời ơi mèo. Ôi chắc. Gu em là gu ngủ giỏng, sáng là mấy đứa nằm trên giỏng. Bây giờ là 10 giờ rồi, thương ghê. Mẹ ơi cưng lắm. Hai chị em ngủ nè. Hai anh em chứ, mẹ nhỏ hơn bé này mà. Lúc bé này lớn rồi mẹ có mấy cái tí nị à. Nó có tướng ngủ rồi nè. Quá vậy đã, ngủ giẫm nè. Quá đã luôn rồi. Ôi nhìn mặt mẹ ngu rồi nè. Ôi nhìn mặt mẹ ngu rồi nè. Nè, mặt ngu nè. Nè, gái hai con nè. Con mòn con mắt nè. Tướng ngủ cũng xấu nữa. Với con đây ca cao cũng leo giọng ngủ đây tranh thủ nè. Mấy đứa này nó thích ngủ giọng cực kỳ luôn nha. Đi lên ngủ cà cao nè. Rồi con Thao, cà cao làm sao? Cà cao ngủ mình hả? Rồi sao? Không ngủ. Sao không lên ngủ con? Lên đi ngủ đi. Hay nổ đi. Mười giờ rồi nổ đi. Lên cái ca cao nhảy xuống luôn rồi. Thích ngủ giỏng. Thương người nhỏ lắm thôi nè. Đứa dưới đứa trên kìa nè. Tình ghê không?
Chị này liếm cho anh này nè. Trời đất ơi, thương chưa? Nó giỡn hồi con lộn rồi đó, đó, đó. Đó. Đó, đó. Wow đó. Thiệt tình à, thôi. Ủa hai bay sao vậy ta? Hả? Hai đứa mình là đôi bạn thân mà sao giờ quýnh lộn vậy trời? Quá trời quá đất rồi. Cái đó xong luôn, đúng là không yên bình gì hết trơn. Nhìn thấy hai hai đứa này ngủ thương ghê không, đúng là bó tay mấy đứa kia. Chúc hai tụi con ngủ ngon nha, mẹ đi ngủ đây, mà tắt đèn đi ngủ đây, bye bye.